cụ đấy. Cậu thì lấy xe. Vâng, cụ rồi, cụ Hải mà. Cụ à, thế hả, bác lên cụ nhỉ? Gần 2 năm nay thôi. Tôi là 16, cô ngoại được. Cái hồ bây giờ nó còn nhiều cá không anh? Như ngày xưa hồ Thác Bà giờ nhiều hồ cá như ngày xưa. Nhiều lắm anh. Ngày xưa nó là tôm mà. Vâng, tôm vẫn còn. Nhưng mà nói chung là so với trước nó cũng ít hơn. Hồi xưa ở đây sau thì chúng tôi là dùng đi mua dần, đi mua ấy về xúc kép, xúc tép rồi. Đúng rồi, trước đây là đi xúc được, xúc kép. Nhưng mà bây giờ khó lắm. Nhiều hồi đó cho thêm trực nó về tận Nam Định nó mua cái này. Bây giờ khó lắm. Đi riêu à? Riêu, cái riêu. Đi riêu, cái kép bé tí ấy. Nấu cơm nhà chị bà Cùng Lý đấy. Bình đấy đấy, xong rồi về máy mua cái view về đánh à, đúng rồi, mới đầu đây xong về sau còn anh chuyển vào khu cho ông Lữ đấy, đấy làm cái lán ở trong đấy đấy, để ông cho mảnh đất thì lúc bấy giờ ở nhà em này thì lại cánh ông một trung đội cánh ông Huấn trung đội trưởng à. Cá ngao thì làm là những món gì anh? Cá ngao chỉ nấu mẻ thôi, có muối chứ có mỡ đâu đúng không, nấu đi muối mà cũng báo cáo với các anh là hôm nay cũng 45 năm rồi. Anh về đây. Vâng. Nói chuyện đến Càng Ngão hôm nay sẽ có Càng Ngão. Anh cứ kể chuyện Càng Ngão đi. Nói vào đây. Phải nói. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối con đường của những người chiến sĩ, chúng tôi lại đang có mặt tại một ngôi nhà. Thực sự là tôi còn chưa hỏi tên chủ nhà. Và đây là một cái ngôi nhà mà tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi hay những người trong đoàn hôm nay, rất nhiều người sẽ thích ngôi nhà này. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ, chắc là xưa lắm rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của Mắt Pháo. Em chào anh. Vâng, anh ấy vừa nhắc tôi là Mắt Pháo Hoàng Liên Sơn. Em chào anh. Vâng. Đi theo anh đến đây thì em chỉ mới được biết đây là cái nơi mà ngày xưa là anh đóng quân ở đây. Và ngày xưa thì mình đóng quân là cứ quân và dân là như cá với nước. Em rất là muốn anh chia sẻ câu chuyện cá với nước và giới thiệu những người tham gia chương trình hôm nay. Năm 1978 vào cuối tháng 7 thì chúng tôi trong cái đội hình thành lập trung đoàn 168 lúc bấy giờ bắt đầu lên đây. Tôi lên ngày hôm trước để tìm toàn bộ cái chỗ cho đội hình của tiểu đoàn 2 trung đoàn 168. Đây là ngôi nhà của anh Hải và chị Thường. Thì chúng tôi đã đặt ở đây là ba trợ lý của tiểu đoàn, gồm có tôi trợ lý trinh sát, anh Huy là trợ lý tác chiến và anh Thịnh là trợ lý thông tin ở tại ngôi nhà này. Thế thì lúc đó khi mà về đây ở thì gia đình dành cho chúng tôi một cái giường ở phía bên phải này, còn ở bên này là một cái giường mà cụ mẹ anh Hải ở. Cụ năm nay cũng mất rồi. Thế thì còn vợ chồng anh Hải lúc ấy cũng chỉ mới có hai cháu thì ở trong gian buồng. Như vậy là toàn bộ không gian này là của trợ lý tiểu đoàn 2, trung đoàn 168 ngày đầu thành lập. Thế thì tại nơi này, tất cả những cái tình cảm từ những ngày đầu chúng tôi lên thành lập trung đoàn 168 ở đây, thì chúng tôi được toàn bộ bà con nhân dân cưu mang đùm bọc. Trong đó, ba trợ lý chúng tôi được gia đình Hải Thừa là giúp đỡ trong quá trình ở đây mấy tháng để chuẩn bị lên biên giới. Thế thì những hình ảnh mà chúng tôi cơm không có ăn, cứ đi ăn cơm về thì lại xin mấy cái bánh mì về để cho cháu Hương, cháu Huế lúc bấy giờ còn bé, để cho cháu ăn. Và cũng có miếng vài hạt gạo độn với củ sắn thì lại ngồi chung với vợ chồng anh Hải. Hình ảnh ấy có lẽ là cứ sâu đậm mãi. Cứ buổi tối thì anh Hải lại đi câu cá ngão, sáng hôm sau bán ở ven hồ, còn những con ăn được, đích ăn, có kế hoạch để lại ăn thì để lại.
và nấu canh lên thì anh em lại ngồi với nhau. Thì đấy là cái những cái kỷ niệm ban đầu ngày đầu thành lập cho đến hôm nay 45 năm trở lại. Và đúng ngôi nhà này cho đến bây giờ về hình thức thì không có gì thay đổi, tức là từ cột kèo mái lá dùi đòn tay cái thứ là còn nguyên vẹn trên cái mảnh đất này. Ngày xưa là chúng tôi phải lên một cái dốc rất cao lên được đây. Thế thì chắc là ngôi nhà này anh Hải cũng được di chuyển xuống thấp hơn. Đấy là hôm nay đến với một cái kỷ niệm sau 45 năm. Thực sự chúng tôi cảm thấy một cái kỷ niệm cứ theo mãi của 45 năm và chắc chắn còn theo chúng tôi và những người dân ở đây cho đến khi nào mà chắc là không còn được mình vẫn nữa thì mới quên được. Vâng, em chào anh. Vâng. Câu chuyện của anh Ngát thì có khiến anh nhớ lại điều gì không ạ? Tất nhiên là có chứ chị. Bởi vì cái năm 78 thì các anh về đây đóng quân và huấn luyện ở đây. Tại địa phương này thì các anh ấy có ba anh là gia đình nhà tôi. Thì lúc bấy giờ nói chung là cái thời buổi bấy giờ là khó khăn lắm, nó không như bây giờ. Mấy anh em là cứ bởi vì các anh là lớn tuổi hơn tôi, có mỗi chú gọi là chú Thịnh, lúc bấy giờ là hay gọi là chú Tuyền, thì là chú Thịnh. Nhỏ tuổi hơn. Vâng, chú Thịnh. Thế còn là hai anh em là lớn tuổi hơn tôi này. Thì là mấy anh em thì cũng thế thôi, tôi bây giờ có hai đứa cháu nhỏ thì các anh ấy đi ăn cơm thì lúc bấy giờ bánh mì mới cái xiên và cái đũa cầm về là các cháu nó thích. Và thế tôi đi hồ để kiếm được con cá, mú gì cơm, bây giờ thì cơm sắn anh em ngồi với nhau uống chén rượu sắn, chứ cũng chẳng có rượu gạo như bây giờ đâu. Cũng rất là cảm ơn các anh là đã bao nhiêu năm, 45 năm rồi mà vẫn nhớ đến. Nhớ đến quê hương và gia đình tôi đã về thăm. Tôi cũng xin cảm ơn cái sự nhiệt tình của các bác đã đến thăm gia đình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Lúc nãy em nghe anh kể chuyện sôi nổi lắm cơ mà. Lúc nãy là sôi nổi, bây giờ nó lại không sôi nổi mấy nữa. Còn giọt nước mắt. Cá ngạo thì anh nấu những món gì? Cá ngạo á? Cá ngạo thì tôi thì chỉ có thường khi là về nấu với mẻ thôi. Ở đây là gọi là nấu giấm. Nhưng mà một đêm đi thì anh bắt được mấy cân? Cái thời kỳ đó nó sẵn lắm anh ạ. Lúc mấy giờ tôi đi câu có chỉ một cái dây câu thôi. Thì một đêm có thể cũng có đêm nhiều, đêm ít, có đêm thì cũng 5-7 cân, có đêm thì hơn chục cân, có đêm tới 30 cân. Và nhưng mà cá lúc bây giờ bán ấy thì nó chỉ có mấy hào một cân thôi, và rẻ lắm, 3 đồng một cân. Tôi thì không được ở Mông Sơn ngày nào. Vâng. Nhưng mà lúc mà tôi về lữ đoàn thì lữ đoàn về chỗ đồi Dành dưới Phú Thọ rồi. Vâng. Thì nghe anh em ấy, họ kể lại những cái ngày tháng mà ở Mông Sơn này này là những ngày tháng rất là đáng mơ ước. Ở đó là có tình quân dân, tình quân dân thắm thiết, có được chia sẻ về tình cảm các chị, các mẹ, các anh, các bác. Thế rồi được chia sẻ về vật chất, đặc biệt là món cá, tôm dưới hồ, rồi sắn, có củ sắn, củ khoai là chia nhau. Nên tôi thấy là mọi người đều ao ước là có một cái dịp nào đấy mà lại quay trở về Mông Sơn để đóng quân. Thế bây giờ thì tôi quay lại đây thì thấy Mông Sơn nó phát triển lên rất nhiều, không như là anh em kể ngày xưa. Bây giờ đường xá xe chạy rầm rập, nhà cửa cũng thay đổi nhiều, thì kinh tế cũng phát triển khác hơn nhiều. Thế tôi cũng nghĩ rằng là đúng là nơi đây là đất lành nên anh em đã ở. Nên tôi mới hỏi anh về các cái món về cá ngão với lại tôm là vì thế, vì thấy anh em kể lại khá nhiều. Bây giờ nó sẵn anh ạ. Bây giờ thì cũng có. Đấy, như hôm qua anh Ngát anh ấy alo, nhưng mà là nếu như mà mời tôi ăn cơm là phải có cá ngão đấy. Đấy là đêm vừa rồi là tôi đi suốt đêm. Chân tình là như vậy, bắt được 2 con. Mỗi con 3 kg. Và cá ngão đào hoàng. Đây cũng đủ nha. Vâng. Chứ cá ngão bé gì đó. Trước nó đói ăn. Chừng khoảng được con khoảng 3-4-5 cân.
Nhưng ngày xưa thì ít lắm. Ngày xưa ít lắm, bây giờ từ 45 năm rồi cá nó phải lớn chứ anh. Ngày xưa ấy cá nó đói, bây giờ cá nó no, ăn nhiều. Em cũng muốn nghe câu chuyện của chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Quay cái chiều có cái đèn để kiếm mình. Em thì lúc bây giờ thì cũng không biết là như thế nào, nhưng mà cứ thường thường đi là các anh đi tập về, các bác đi tập về thì là cứ mỗi một lần sáng thì ra dậy đi lấy bánh ăn, thì lúc thì chỉ có cái bánh xiên vào rồi đưa về cho các cháu, đưa về cho các cháu xong rồi là các cháu thích quá thì là mừng rồi, thì bác Ngát thì cứ suốt sáng hay là trưa về hay chiều về lại bế cháu, cháu con Hương gọi con mèo đi với bác để hái lá thơm, đi xin lá thơm xong là về là bác cháu là líu tít. Thế rồi thì nhà tôi thì cứ chiều chiều sớm hơn này thì là bắt đầu đi hồ, đi câu. Đi câu thì có hôm thì cũng được đấy, hôm được nhiều, hôm 30-40 cân, hôm thì 5-7 cân cũng có, mà hôm thì 50 cân tôi còn không đèo nổi. Và thế là cứ đưa đi bán thì là lại đong gạo gánh về, đong gạo ở chợ cầu 19 ấy, đi vào mấy cầu 19 mà đi bộ thôi, đi xe đạp. Bây giờ nếu như mà có cái xe đạp thì thống nhất, mà đi thì có khi nhiều cá quá thì không nổi, không đai nổi thì phải đi gánh đi bộ. Mà bây giờ lại khỏe lắm, có cái cực là khỏe, bụng to, có mang con thơ nhưng mà khỏe lắm, cứ gánh cá đi chợ xong lại gánh gạo về, đong gạo gánh về. Đấy, bây giờ là như thế. Thế thì về nó ăn, khi mỗi bữa ăn thì các bác cho cháu bánh mì thì cũng bảo là thôi thế nấu cơm đây rồi nhiều nhiều tí phần các bác. Các bác thì cũng bây giờ cũng chưa về, có bao giờ cũng về sau thì cũng đơm ra bắt cơm bắt canh, thì có cái gì đơm ra thì là phần úp đấy để cho các bác, bảo là các bác ăn đi. Thì các bác cũng vẫn cứ nghĩ là ngại ý, ngại với gia đình, nhưng mà bảo không, các anh các bác cứ ăn đi, nếu mà gọi thì là em gọi theo cháu thì em gọi các bác, mà em cứ gọi là các bác cứ ăn đi không ngại gì cả, thôi có cái gì ăn cái đấy. Thế là các bác cũng ăn, các bác cứ bảo ngại, em bảo không phải gì cả ngại cả, ở đây thì nông thôn mà có gì thì ăn đấy. Em cứ suốt ngày đi, ngày nào cũng đi bán cá, cứ gánh đi cá đi bán là lại gánh gạo về, cứ đong tầm 15-20 cân, hôm nào gạo rẻ thì tham thì đong 30 cân, gánh từ cầu 19 gánh về đây, gánh về nhà này. Nhưng bây giờ em khỏe lắm, em mới yếu khoảng độ 2 năm nay là em yếu thôi, còn em vẫn khỏe, em đi làm khỏe lắm, gặt hái rồi cày bừa cấy hái là làm được hết, vẫn khỏe mà. Có 2 năm nay là em thấy yếu yếu hơn. Hôm vừa năm vừa rồi thì em vừa ốm dậy, hai vợ ốm thì em dậy em cứ nằm em nghĩ, không biết là yếu này, vụ này không biết làm nào gạt được. Em nói với nhà em thế. Mấy hôm nay em khỏe lắm rồi, em lại thấy khỏe. Đây là nghe chắc tin chú bộ đội. Và cũng nghe thấy tin các bác các chú bộ đội đến chơi, thì từ mấy hôm nay thì nhà em nói chuyện, em bảo thế các bác đến chơi thì bảo mời các bác bữa cơm, không có thì cũng cách lâu lắm rồi. Mấy chục năm nay rồi. 4-5 năm nay rồi. Bác Ngát thì hai nên được 2 buổi rồi. Hai bận. Lần vừa rồi thì bác lại bảo là vội quá, tối không vào được. Thì về nhà em ở trên xã, nhà em về nhà em cũng kể chuyện. Thế em cũng bảo ở cái chắc hôm đấy gặp anh ở trên địa bàn. Thế bác bảo là 19 à. Đúng 19 bác lên thì bác lại ở lại chơi. Thế là thế bảo thế thì mời các bác là, và nhà em là mời các bác ở lại chơi để ăn với gia đình một bữa cơm. Không biết là bao giờ lại mới đến được. Vậy là trông ăn cơm đây à? Vâng, tính ra các bác trông vẫn là gia đình chúng tôi sẽ mời tất cả các bác các chú là ăn cơm với gia đình chúng tôi một bữa cơm thân mật. Bác trên xã nữa vào đây để với lại các chú ở bữa cơm muối với em thôi, cơm rau cơm muối. Căng ngão, căng ngão. Bây giờ á? Vâng. Bây giờ em có làm, em làm bây giờ làm bên khối các chị. Vâng, em là ủy viên ban thường vụ người cao tuổi của xã. Nhà em đấy, nhà em nói vui thôi. Đấy là nói đùa thôi. Chứ làm gì mà tầm này tuổi không biết cả đấy anh các bác thôi. Nhưng mà thật là như thế. Mà cháu nó, mày xem có ai bắt cá hồ ấy lấy cho bố. Câu, nó đi câu một món.
Thế là cháu sáng nay nó lấy về cho. Em cảm ơn chị. Đúng là khi mà quân đội Việt Nam đặt tên là quân đội nhân dân thì nó cũng rất là có ý nghĩa và đúng với thực tế. Anh muốn chia sẻ gì nữa không? Đàn ông nhưng mà rất là yếu đuối. Em ít nói lắm. Em thì chưa được ít nói thật. Không, cân nãy là em thấy xúc động, có vài có mắt là cũng ẩn ẩn ấy. Em cứ anh em lâu gặp nhau mà khi gặp nhau nói chuyện một lúc tự nhiên nó cứ xúc động thế. Thế khi mà lần đầu tiên anh quay trở về đây thì như nào? Tức là cái lúc mà có một lần thì tôi đi công tác, đi ô tô của đơn vị vào đây thì cái lúc ấy cũng không nhớ là nó là cách đây 5 năm. Thì trong cái chương trình lên làm cái phim lịch sử 40 năm của lữ đoàn thì tôi cũng quay về đây để gặp lại nhân chứng và có lẽ như xã giới thiệu thì chỗ gia đình anh Hải, chị Thương đây và bác Vượng mà lúc nãy chúng ta vừa đến là những người có cái độ tuổi lúc bấy giờ còn nhiều ký ức. Thế còn thế các cụ thì đã mất và thế trẻ thì lúc mới lên khoảng 10 tuổi trở lại thì cũng không nhiều ký ức. Thế thì hôm đến đây thì có hai cái điểm, một là con người làm nhân chứng của lịch sử lữ đoàn 168 từ ngày đầu thành lập và trong đó trợ lý của chúng tôi bộ phận 3 người ở đây. Cái thứ hai đây là một nếp nhà như xã nói là còn tính nguyên vẹn của nó. Đấy, cho nên là kể cả cái nếp nhà và con người là những di tích để chúng ta đến với một miền ký ức cách đây 45 năm được thành lập trung đoàn 168 mà chúng tôi là những người tiền thân. Tôi đến đây cũng với cả cái tình nghĩa của cá nhân và cựu chiến binh lữ đoàn 168 đến với người dân đã kêu mang che chở chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Hôm nay thì rất phấn khởi là tôi với anh Huy năm nay cũng ngoài 70 trở lại với anh Thường, chị Thường và anh Hải năm nay cũng 70 tuổi rồi, gần 70 rồi. Có lẽ cũng rất may là và rất mừng là anh chị đã khỏe, có con và cháu và đã có chắc. Vâng, đúng thế anh. Đấy, thế thì cái đó là có thể là hệ phúc và cũng được. Còn nén nhang để thắp hương đến cụ, ngày đó cụ đã già rồi, cũng ở cùng với chúng tôi. Thế cũng chúc cho anh chị, các cháu và chắc của anh chị cũng như chắc của chúng tôi là chăm ngoan học giỏi và cũng tiếp tục kinh tế cùng với địa phương tiếp tục phát triển và chúng ta an nhiên tuổi già, đấy là điều chúng tôi mong muốn. Em cảm ơn anh. Lần đầu tiên sau 45 năm về được anh chị giúp đỡ, lần đầu tiên về đây thì đúng là bản thân tôi thấy cũng không nghĩ đến rằng là anh chị còn một bếp nhà như xưa. Mà chính ngôi nhà này non thì rất là đơn sơ giản dị nhưng mà giúp ba anh em trợ lý chúng tôi nhiều đêm nhiều hôm là túp đầu với nhau để bàn kế hoạch huấn luyện, bàn kế hoạch tác chiến cho đơn vị. Đấy, từ lúc ban đầu. Thế cho nên hôm nay trở lại đây tôi thấy là đúng là tình nhân dân nghĩa đồng, tình đồng chí nghĩa đồng bào, không thể nói gì hết được. Thế cho nên thôi cũng chỉ biết rằng là chúc anh chị là làm sao là mạnh khỏe như anh em tôi thế, thì mong sao bây giờ trở đi là tuổi đã xế chiều rồi, mong sao cố gắng giữ gìn sức khỏe để là cho các cháu nó nhờ nó dựa mà chỗ dựa cho cháu. Vì chúng tôi nghĩ rằng người dân người ta có cái mái nhà đơn sơ thế này mà người ta còn tạo điều kiện giúp đỡ anh em tôi hoàn thành nhiệm vụ, huống chi mình là những con người thì mình phải cố gắng hơn thì mới là phải. Thì đấy là suy nghĩ của tôi, cho nên cũng thay mặt cho anh em trong đơn vị chúng tôi nói chung và ba anh em trợ lý chúng tôi nói riêng thì cũng trước hết phải xin cảm ơn gia đình anh chị đã tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ như bây giờ. Vì mỗi khi nghĩ đến anh chị, nghĩ đến đồng bào Mông Sơn thì chúng tôi lại có cái động lực riêng của chúng tôi. Đấy, thì vì cái tình đồng chí nghĩa đồng bào quý hóa lắm chứ không. Cho nên người các cụ nói rằng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chính bây giờ nghĩ lại một cái mì ngày xưa nó không được trắng như bây giờ, nuôi em thì xỉ đấy.
nhưng mà cũng chia sẻ từ gia đình cho đến tình quân dân. Đấy cũng nói được cái tình cảm giữa quân dân đó. Mà đúng là như thế thật. Cho nên anh em tôi với anh Nhát là người trực tiếp được anh chị cứu mang, trực tiếp được anh chị giúp đỡ. Thì anh em tôi cũng được trưởng thành như này thôi. Cũng bây giờ cũng gọi là đúng đã được trưởng thành rồi. Thì cũng xin chân thành cảm ơn anh chị. Bước đầu, ban đầu đã giúp đỡ anh em tôi hoàn thành nhiệm vụ. Thì cũng xin rất là hứa với anh chị rằng tôi thì tuổi đã cao rồi, cố gắng làm sao giữ được cái nề nếp, giữ được cái tác phong của người dân của ngày xưa. Có để anh em chúng tôi ở đây thì lúc ấy còn bồng bột và nông cạn, nó chưa kỹ kỹ đâu. Thì có những gì đã qua rồi thì anh chị hết sức thông cảm nhé. Có gì đâu anh. Đấy, thật sự thế chứ không thể nói hết được đâu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa nghe một cái cuộc trao đổi giữa những người bộ đội năm xưa và những gia đình, những cơ sở của họ. Và nếu như quý vị mà được như tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đến nơi được nhìn thấy cảnh các cháu bây giờ đã thành bà rồi. Rất là reo vui, mừng rỡ khi nhìn thấy được gặp lại những chú bộ đội ngày xưa. Một cái cảnh quây quần của người đi xa quay lại ngôi nhà của mình, gặp những người thân của mình. Và rất tiếc là tôi đã không kịp ghi lại được những hình ảnh ấy. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một phần trong cái sức mạnh tổng hợp của quân đội nhân dân Việt Nam. Tất nhiên đây là một cái binh chủng hỏa lực mạnh, là pháo binh mà. Nhưng mà cái phần sức mạnh đoàn kết giữa quân và dân, đó cũng là một phần trong cái tổng hợp sức mạnh của quân đội ta. Và điều đó đã khiến cho Việt Nam trở thành một nước cũng có một cái tầm quân sự đáng gờm mà chúng mình cũng có quyền tự hào, đúng không các anh? Vâng. Và một lần nữa em xin cảm ơn các anh với cái chương trình chia sẻ câu chuyện của mình hôm nay, chia sẻ một giai đoạn lịch sử mà các anh là những nhân vật lịch sử, nhân chứng lịch sử. Anh nữa, chị nữa, không chỉ là nhân chứng mà còn là nhân vật lịch sử. Chính các anh các chị đã làm nên giai đoạn lịch sử hào hùng đó của đất nước. Và bây giờ Hải Yến xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay 45 năm.